Vâng, xin được kính chào quý anh chị và các bạn đến với siêu thị ô tô BK Hà Nội. Hôm nay chúng tôi lại mới về thêm cho các bạn một cái mẫu xe thuộc dòng xe Fortuner máy dầu một cầu số tự động sản xuất năm 2020 các bạn nhé. 2020. Các bạn thân mến, thì siêu thị ô tô BK Hà Nội là một trong những đơn vị cung cấp những cái dòng xe 7 chỗ gầm cao SUV gọi là lớn nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Và đây là mẫu xe Toyota Fortuner máy dầu một cầu số tự động 2020 các bạn nhé. 2020 rất là đẹp, rất là mới. Anh chị em nào mà có nhu cầu thì có thể đến trực tiếp xem xe và trải nghiệm xe các bạn nhé. Đấy, màu nâu vàng các bạn ạ, con này màu nâu vàng. Đấy, màu nâu vàng. Xe này nếu mà các bạn mua thì cũng có thể tiết kiệm được khoảng tầm 200 triệu cho việc các bạn mua xe mới các bạn nhé. Đấy, tiết kiệm khoảng 200 triệu cho việc các bạn mua xe mới. Mà khi mà các bạn mua một cái mẫu xe đã qua sử dụng thì các bạn sẽ phải quan tâm đến khá nhiều các yếu tố. Xe có bị tai nạn hay không, bị ngấm nước hay chưa, tháo cổ máy hay không và giấy tờ an ninh an toàn nó có đảm bảo cho quý anh chị em các bạn hay không các bạn nhé. Đây các bạn nhìn này. Rất đẹp. Chất liệu ghế da còn thơm mùi mới luôn các bạn nhé. Gọi là thơm mùi mới luôn. Đấy, xe đi hơn vạn cây rồi các bạn nhé. Hơn vạn cây, các bạn nhìn này. Vô lăng lái đẹp như mới luôn, không có gì phải bàn cãi cả. Đấy, màn hình DVD camera lùi cũng đã được trang bị rồi. Cái máy dầu này thì nó rất là tiết kiệm nhiên liệu các bạn ạ. Rất tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, xe này đã được trang bị cân bằng điện tử rồi các bạn nhé. Đấy, cân bằng điện tử rồi. Hộp số tự động 6 cấp, động cơ 2.5 các bạn nhé. Đấy, động cơ 2.5. Có lẫy chuyển số trên vô lăng được trang bị đầy đủ rồi. Đấy, các bạn nhìn này. Lốp sơ cua chưa hạ, lốp còn rất là dày. Lốp còn nguyên bản hết các bạn nhé. Đấy, lốp nguyên bản hết. Đây, lốp sơ cua chưa hạ luôn này các bạn nhìn. Đấy, lốp sơ cua chưa hạ. Xe này nói chung là như mới luôn. Không có gì, bất kỳ một cái vấn đề gì phải bàn cãi cả. Đấy, từ những cái đây xe này quan gì này, ba đầu sóc rồi, dọc sóc rồi, đầy đủ hết các bạn nhé. Anh chị em nào mà quan tâm đến dòng xe này thì cứ gọi điện trực tiếp số điện thoại của chúng tôi 0939 0965 525 959 để gặp trực tiếp giám đốc kinh doanh. Và nếu anh chị em nào mà có nhu cầu sở hữu những dòng xe đã qua sử dụng thì hãy ấn like subscribe kênh. Xe này chúng tôi đang chào bán với mức giá là 1 tỷ 030 triệu đồng. Giá thì hoàn toàn có thể thương lượng được, và nếu anh chị em nào cần hỗ trợ trả góp thì có thể hỗ trợ được ở bên trong, chỉ cần chuẩn bị khoản đâu đó khoảng 288 triệu là có thể sở hữu ngay dòng xe này rồi, với lãi suất là 0.64% một tháng. Chúc quý vị các bạn được nhiều sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn. Xin được trân trọng cảm ơn.